Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hồ Văn Cường lột xác với hình ảnh đẳng cấp rục rịch trở lại showbiz. Mới đây, hội nhóm FC của Hồ Văn Cường bất ngờ thông báo lịch diễn sắp tới của nam ca sĩ. Hình ảnh mới nhất của Hồ Văn Cường với phong cách sành điệu thấy rõ trên poster buổi chiều khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng. Điều này càng làm cho nghi vấn về bến đỗ mới của nam ca sĩ thêm phần chắc nịch. Hình ảnh của Hồ Văn Cường tại show diễn mới nhất gây chú ý. Sau khoảng thời gian khá dài, biệt tâm mất tích tại làng giải trí, sự xuất hiện trở lại của quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 càng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ở tuổi 18, Hồ Văn Cường có nhiều chuyển biến, đặc biệt là về ngoại hình đã cao lớn, phỏng phao hơn xưa. Song không còn diện trang phục bà ba đậm chất dân gian, bình dị, Hồ Văn Cường thể hiện bản thân theo đuổi phong cách thời thượng, hiện đại. Bên cạnh đó, con trai nuôi của nghệ sĩ Phi Nhung cũng biết nâng cấp hơn cả về thần thái, được công chúng và người hâm mộ nhận xét có khí chất đúng chuẩn một ngôi sao sân khấu. Ca sĩ trẻ xuất hiện với hình ảnh mới ấn tượng, sành điệu hơn. Dưới phần bình luận bài đăng, người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích, nôn nóng chờ đến ngày biểu diễn của Hồ Văn Cường. Bên cạnh những lời gửi gắm tình cảm yêu thương, không ít khán giả phải dụi mắt nhìn lại với màn tái xuất showbiz thăng hạng nhanh chóng của nam ca sĩ. Người hâm mộ bình luận sôi nổi trước thông tin nam ca sĩ trở lại. Cách đây không lâu, phía công ty đại diện chương trình đưa ra thông báo về việc Hồ Văn Cường đứng trước những ý kiến trái chiều của dư luận về sự xuất hiện của nam ca sĩ. Điều này đã khiến dân mạng dấy lên vấn đề bến đỗ mới của giọng ca trẻ. Cụ thể, bài đăng cho hay, chúng tôi chọn ca sĩ Hồ Văn Cường có mặt trong live show Little Star Big Dream 2022 vì chúng tôi nhận thấy ca sĩ Hồ Văn Cường hoàn toàn phù hợp với chủ đề và mục đích chương trình hướng tới Follow Your Dream. Chúng tôi mong khán giả sẽ tin tưởng quyết định này từ phía công ty, đồng thời ủng hộ Hồ Văn Cường cùng dàn sao nhí sẽ xuất hiện trong live show. Chúng tôi sẽ làm đến cùng để bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ ca sĩ Hồ Văn Cường có mặt cùng dàn nghệ sĩ khác. Chúng tôi không vì một vài lý do và bình luận xuyên tạc, không đúng sự thật mà ảnh hưởng đến một tài năng như ca sĩ Hồ Văn Cường. Nhiều ý kiến cũng đặt nghi vấn liệu nam ca sĩ trẻ này đã tìm được bến đỗ mới. Sau 3 tháng kể từ ngày mất mẹ nuôi, dù xảy ra nhiều ồn ào trước đó, nhưng giờ đây Hồ Văn Cường đã thật sự lấy lại tinh thần để trở lại hoạt động nghệ thuật. Đồng thời không ít những lời mời gọi giúp đỡ từ sự nghiệp cho tới xây nhà ở quê cho giọng ca trẻ. Trong đó danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy xác nhận sẽ nâng đỡ con trai nuôi của Phi Nhung trong suốt hành trình làm nghề. Ngọc Sơn từng chia sẻ, đừng hối tiếc những gì đã qua, hãy nhìn ra con đường phía trước. Hồ Văn Cường con ơi, một tương lai tươi đẹp đang rộng mở chào đón con với hàng triệu trái tim luôn biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, trong đó có tình cảm của hai chú Phạm Ngọc Sơn và Nguyễn Đức Thụy. Ngọc Sơn và Bầu Thụy hết lòng muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường. Hiện tại trước thông tin về buổi biểu diễn mới nhất của Hồ Văn Cường, nhiều khán giả rất hào hứng và mong chờ sự trở lại bùng nổ của nam ca sĩ trẻ. Hồ Văn Cường tái xuất, ấn định ngày comeback, chia sẻ đầy ẩn ý về những biến cố thăng trầm thời gian vừa qua. Mới đây, những hình ảnh được cho là mới nhất của Hồ Văn Cường tại một studio chụp ảnh khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Theo hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đồn đoán giọng ca trẻ đang trong một buổi chụp ảnh. Động thái này khiến nhiều người khẳng định Hồ Văn Cường sẽ sớm tái xuất đường đua âm nhạc thời gian tới. Không để dư luận đoán già đoán non thêm nữa, con trai nuôi Phi Nhung đã chính thức lên tiếng xác nhận màn comeback sắp tới của mình. Cụ thể trả lời VEZ, Hồ Văn Cường chia sẻ về dự án kế tiếp 22 tháng 1 tới đây, nam ca sĩ sẽ xuất hiện trong một live show cùng nhiều anh chị em nghệ sĩ tại nhà hát Hòa Bình. Ngoài ra tâm sự thêm về khoảng thời gian nhiều biến cố vừa qua, Hồ Văn Cường cho hay là một ca sĩ, khi quyết định bước trên con đường này, nếu đã làm là phải làm tốt nhất, đôi khi có những sự thay đổi lên xuống, thế nhưng nếu không có điều đó thì sao mà thay đổi bản thân được. Thông tin được phía nam ca sĩ xác nhận đã khiến khán giả vô cùng hào hứng chờ đợi. Cộng đồng mạng hiện đang vô cùng hy vọng màn tái xuất sắp tới của Hồ Văn Cường sau thời gian dài vắng bóng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.